Vì các bạn, chúng tôi đã có mặt ở công an khu vực tuyến 70 xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Nơi đây thì cơ quan công an vừa mới tiến hành di lý hai cái đối tượng gây thảm án 4 người ở thôn Cài về công an tỉnh Yên Bái. Quá trình bắt giữ thì theo đại diện công an thì đối tượng bước đầu có tâm lý hoảng loạn. Tuy nhiên thì không có khả năng kháng cự vì do nhiều ngày bỏ trốn thì tâm lý cũng như sức khỏe của đối tượng đã suy yếu. Dự kiến thì khoảng 15 giờ chiều nay thì công an tỉnh Yên Bái sẽ họp báo thông tin chi tiết về diễn biến cũng như lời khai ban đầu của đối tượng gây thảm án. Những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật đến bạn đọc trong thời gian tới.